đón người dẫn chương trình của Ký ức vui vẻ, nhà báo Lại Văn Sâm. Chào mừng quý vị đến với chương trình Ký ức vui vẻ. Và thật là vui mỗi khi chúng tôi bước ra đây chào quý vị và hiểu rằng trong mỗi một gia đình Việt Nam giờ này có rất nhiều các thế hệ khác nhau đang ngồi theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị thật nhiều vì đã đến với chúng tôi trong chương trình này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với những đội trưởng của các thập niên trong chương trình Ký ức vui vẻ tuần này. Đầu tiên, đội trưởng của thập niên 60, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ nhân dân Tự Long, nghệ sĩ Ốc Thanh Vân, ca sĩ Thanh Duy. Bây giờ sẽ là sự xuất hiện của những vị khách mời của các thập niên. Khách mời của thập niên 60, nhạc sĩ Đài Phương Trang. Khách mời thập niên 70, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, xin mời. Vị khách mời của thập niên 80, diễn viên Kim Huyền, xin mời. Khách mời thập niên 90, MC Anh Quân, xin mời. Và cuối cùng, ca sĩ Jin Tuấn Kiệt, xin mời. Vâng, đó là những cái màn xuất hiện của các đội trưởng và các vị khách mời. Xin mời nhạc sĩ Đài Phương Trang ạ. Tôi đã xem qua các chương trình Ký ức vui vẻ thì thấy mỗi khách mời đều có một cách giới thiệu cái ý nghĩa của mình, cảm xúc của mình đến với chương trình. Riêng tôi là một nhạc sĩ sáng tác, do đó tôi viết luôn cái bài này thành một ca khúc luôn và tôi gửi đến các bạn. Ký ức gọi ta quay về dị vãng, đâu dễ phai mờ theo bóng thời gian. Cho dấu bao điều ngỡ đã thoáng qua, vẫn mãi còn ghi dấu với ta từng hình bóng sâu đậm thiết tha. Ký ức điểm tô muôn màu cuộc sống, trong trái tim người đâu chống vội quên. Xin giữ cho đời đẹp thêm nhé em, bao kỷ niệm xưa mãi nhớ tên, từng khoảnh khắc mãi luôn về tìm. Từng khoảnh khắc mãi luôn về tuyệt vời khi mà một chương trình có được một nhạc sĩ mà viết để tặng cho chương trình như thế này. Cảm ơn anh thật nhiều. Rất cảm ơn nhạc sĩ. Chú ơi, con đã nghe nhạc của chú rất là nhiều, nhưng mà là con chưa được gặp mặt chú ở ngoài. Hôm nay khi mà chú Sâm nói là có chú Đài Phương Trang là con rất là bất ngờ, bởi vì chú là tác giả của rất là nhiều những bài hát hay mà con rất là yêu thích. Ví dụ như là cái bài Hoa 10 giờ cũng rất là hay. Hôm chia tay chiều Chúa Nhật, anh bảo rằng tuần sau anh tới hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc tham gia vào gia đình Cứ Vui Vẻ của tụi con, và tụi con cũng thể hiện sự ngưỡng mộ với những sáng tác của chú, và chúc chú sẽ lúc nào cũng có những tác phẩm thật là hay tiếp theo nữa ạ.
À, cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn chú. Và tôi cũng hy vọng là cái bài tôi mới vừa viết đó, thì tôi lấy cái tựa là Ký ức một thời. Hồi nãy là tôi mới hát một đoạn thôi, còn nguyên bài nó thì nó dài lắm. Và nếu may mắn cái bài này được quần chúng chấp nhận, thì sau đó mỗi khi mà có ai hỏi tôi xuất xứ bài này từ đâu, thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay: bài Ký ức một thời là xuất xứ từ chương trình Ký ức vui vẻ. Yeah. À, xin mời nghệ sĩ ưu tú Công Ninh ạ. Thật ra thì khi được mời vào chương trình này thì bản thân Công Ninh rất là vui. Cái sự thú vị của chương trình nó nằm ở cái chỗ là không có lần nào giống lần nào. Và mỗi một lần như vậy nó xuất hiện những yếu tố rất là độc đáo trong chương trình. Và điều đó là nó tạo sự hấp dẫn chương trình không bao giờ hết. Xin chúc mừng tất cả các bạn. À, xin mời Kim Huyền. Em xin lỗi là thật sự những số đầu tiên á, em không có xem. Thì vô tình trên mạng xã hội á, em thấy sao quá nhiều người viết và khen chương trình. Ngay cả đồng nghiệp em, ngay cả phóng viên, rồi tất cả những bạn bè làm những lĩnh vực khác đều khen. Và em bắt đầu em coi. Em coi thì em nói trời ơi, làm sao mình được tham gia cái chương trình này. Thế là em mới nhắn nhỏ sếp của em là chị Hồng Vân. Nói chị Vân ơi, em đang ở Việt Nam, tại vì sợ biên tập chương trình nghĩ là em đang ở Nhật. Thì em mới nhắn nhỏ: chị ơi, em đang ở Việt Nam, có thể nào mà nhắn nhỏ với mọi người cho em được tham gia chương trình này không hả chị? Thì em không biết sao, thì sau đó thì em có mặt ở đây. Em rất là hân hạnh được tham gia chương trình này, bởi vì chương trình này là một chương trình được đầu tư rất là công phu và để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn chị. Em nói nghe, thực sự là như vậy. Quyền là đúng như Quyền nói, Quyền rất là thích chương trình Ký ức vui vẻ. Và em á, chỉ làm một cái cầu nối. Em nói là các bạn biên tập ơi, các bạn có biết nghệ sĩ Kim Quyền không? Thì tất cả các bạn đều nói à, chị Kim Quyền người vợ ma. Đó, có nghĩa là Kim Quyền là nổi tiếng với cái vai bé Yến trong đồng nghiệp, cũng giống như là trong báo giới với khán giả. Em chỉ làm cái điều đó thôi, chứ còn không bao giờ em có những cái chuyện đi đêm đi hôm, không có. Nói tóm lại tôi thì tôi hiểu Hồng Vân lắm, bởi vì cô nói đi nói lại để cô chỉ minh chứng là gì, hoàn toàn là cô Kim Huyền này là xứng đáng để mời đến đúng đây rồi. Chứ không có một cái gì đằng sau đấy. Vâng, bây giờ sẽ là lời chào sân của MC Anh Quân, xin mời. Con xin được chào các cô chú, em xin được chào các anh chị, anh xin được chào các em. Tất cả các nghệ sĩ ở đây đều là thần tượng của em, và đặc biệt là chú Lại Văn Sâm ạ. Anh, nhưng mà em gọi anh Sâm là anh á. Không, nhưng mà anh gọi anh Sâm bằng chú. Nhưng mà em gọi anh Sâm là anh. Với tôi thì bao giờ cũng thế, câu trả lời là rất đơn giản, muốn gọi thế nào thì gọi, miễn là đừng mày tao. Rồi, bây giờ thì là đến Jin Tuấn Kiệt. Dạ, con cũng rất là hâm mộ chương trình mình lâu rồi ạ. Nên con hy vọng là một lúc nào đó mình được tham gia vào Ký ức vui vẻ, và con sẽ cố gắng tham gia và thật là hết mình nè, để con có thể học hỏi thêm được những cái kiến thức mà ngày xưa con không được biết lúc mà con chưa đẻ. Dạ, con xin hết ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách riêng đầu tiên. Và thử thách riêng này dành cho thập niên 90. Chúng tôi xin mời anh Quân, bạn hãy vào trong này. Và ốc Thanh Vân hãy dặn dò. Dạ, dạ, anh ơi. Anh đây. Anh sẽ được cung cấp một cái dữ liệu. Anh tự rà soát, tự chọn lọc. Xong rồi anh hỏi em chỉ có đúng sai, có không thôi. Nha. Em sẽ trả lời anh. Chúng ta chào đón sự trở lại của MC Anh Quân. Các bạn sẽ có một phút để hỏi và trả lời những câu hỏi dạng đúng hay sai, có hay không. Gợi ý của chương trình: đây là một ca sĩ nổi tiếng với khả năng vũ đạo điêu luyện của mình. Một phút bắt đầu. Ca sĩ nổi tiếng. Hỏi đi, hỏi đi, hỏi đi.
đi. Huyền thoại. Nam đúng hay sai? Đúng rồi. Già hay trẻ? Vừa nhảy vừa hát à? Đúng. Gọi là vũ sư đây. Vũ sư à? Nhảy à, rất, đúng rồi. Nhảy rất ui là siêu. Ôi, chỉ riêng mình ta hát đúng, rồi, đúng, rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, Nguyễn Hưng. Wow. Ca sĩ Nguyễn Hưng, thưa quý vị, tôi ngồi ở đây tôi không thể ngồi yên được và tôi chỉ có ngồi trên ghế thôi, đu đưa người thôi đã mệt lắm rồi mà thấy ông ấy nhảy ở dưới này không thể chịu nổi. Làm sao lại có nhiều năng lượng thế anh? Trước hết Nguyễn Hưng xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Xin cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn. Và xin chào những vị khách mời đang ở đây. Nhất là giờ chị Hồng Vân. Em chào anh. Dạ vâng, thưa anh, câu hỏi của anh thì dành cho Hưng thì có rất nhiều người hỏi nhưng mà thật ra quý vị ơi, đối với Nguyễn Hưng thì nó rất là đơn giản. Chúng ta muốn có được một cái ngoại hình và một cái thể lực thì cái điều bắt buộc là chúng ta phải tập thể dục thôi. Và hình như là Nguyễn Hưng thấy hiện nay là ai ai cũng đều như vậy hết. Nhưng không, mà riêng với cá nhân Nguyễn Hưng thì thật ra là Nguyễn Hưng là rất là chú ý về vấn đề này. Thứ nhất là mẹ Nguyễn Hưng đã để cho Nguyễn Hưng lại có một cái nghề, đó là nghề nhảy. Và sau đó cộng thêm cái nghề hát. Cho nên giữa cái hát và cái nhảy này, chính vì cái đó nó sẽ là một cái sự trói buộc trong cuộc đời của Nguyễn Hưng làm nghệ thuật. Vì đã được sự yêu thương của tất cả quý vị, cho nên Nguyễn Hưng rất là trân trọng. Cho nên mỗi ngày Nguyễn Hưng phải trao dồi, phải tập. Dạ, vâng, đó là bí quyết. Nhưng mà anh Hưng ơi, tất nhiên là tất cả chúng ta thì đều muốn được như vậy, nhưng mà không phải ai cũng được như vậy. Những người mà có tập đấy nhưng mà tập chưa nơi nó trốn hoặc là nó chưa được thon thả như anh ấy thì cũng đâu có tội gì đâu anh. Tập nhầm, mà, tập nhầm. Mà ban nãy anh nói anh cứ chào, đặc biệt là chào cô Hồng Vân là sao? Tất cả những cái đó hình như là đó, xin mời Hồng Vân. Thì bây giờ sẵn anh Sâm nói thì thôi em cũng nói luôn. Thực ra là như vậy, chắc là nếu như không có chương trình Kiếp Vui Vẻ này thì chắc cũng không bao giờ anh Hưng biết được cái điều đó. Tại vì em thực sự là em thích anh Hưng từ lúc anh Hưng chưa đi nước ngoài. Em biết nhà anh Hưng ở một con hẻm ở đường Cách Mạng Tháng 8. Có một thời gian cái hẻm nó bị cháy, em rất là lo, em không biết anh Hưng có bị gì không. Lúc em còn đi học đó. Thì sau đó anh Hưng đi qua nước ngoài, đi diễn chung. Có một lần em gặp anh Hưng ở trên máy bay. Anh Hưng đi với vợ. Anh Hưng kêu là ba với mẹ, xưng á, xưng là ba với mẹ. Rồi đâu cũng mấy lần ở ngoài Hà Nội mình làm chung cái chương trình gọi là chương trình Xuân Phát Tài. Gặp anh Hưng mấy lần ngoài đời nhưng mà chưa bao giờ mà tới gặp anh Hưng, chào anh Hưng. Là tại em rất sợ, em rất sợ em bị lộ cái cảm xúc của mình. Nhưng mà tại vì hôm nay có anh Hưng anh chào em hết hồn. Nhờ cái chương trình Kiếp Vui Vẻ này thì em mới dám nói ra cái điều đó. Thực sự em rất ngưỡng mộ anh Hưng. Cảm ơn em, cảm ơn tôi nhiều lắm. Thưa anh, là anh đang có mặt ở trong chương trình Ký ức Vui Vẻ. Vậy thì vừa rồi hát cái bài Chỉ Riêng Mình Ta đúng không anh? Thì cái ký ức nó dội về với anh là cái gì anh? Vâng, kính thưa quý vị, cho phép Nguyễn Hưng được nói những cái gì mà trong tâm tâm Nguyễn Hưng nghĩ. Đúng rồi. Mỗi một người nghệ sĩ đứng được trên sân khấu là họ phải một quá trình mà đã trải qua bao nhiêu cái chặng đường quý vị ơi. Có thể hôm nay đứng ở nơi đây trong vài giây phút đồng hồ để chia sẻ Nguyễn Hưng không thể nói hết. Nhưng Hưng chỉ nói ở một khía cạnh cái ý là khi một bài hát mà mình hát ra đó được mọi người yêu mến, đi đến đâu ai cũng nói Nguyễn Hưng là Nguyễn Hưng ơi chỉ riêng mình ta đi, mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Quý vị, đó là cái niềm sung sướng nhất của Nguyễn Hưng, bởi vì cái bài hát này thì thật ra quý vị cũng biết nó là nhạc ngoại quốc và được Lê Xuân Trường dịch sang thành tiếng Việt. Mà khi Nguyễn Hưng đón nhận Nguyễn Hưng hát với cặp mắt kính đen mà Nguyễn Hưng mang ở trên mắt của Nguyễn Hưng. Thưa quý vị, đó là lấy theo một cái bản sao, nhưng mà không phải mình theo họ, nhưng mà tại vì cái phim mà Man in Black lúc đó họ rất là thành công khi họ chiếu ở trên TV và video lúc đó quý vị, cho nên là nó rất là hot. Cho nên là khi mà dựng cái bài hát là Chỉ Riêng Mình Ta thì cái ý tưởng mà Nguyễn Hưng với bà Sandra là cái người iconographer ở bên Mỹ đó, là đã nói chuyện với nhau và dựng ý tưởng lầm mặt đồ đen, sơ mi trắng và mang mắt kính đen, định hình cho mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Vì bài hát này cái tên ngoại quốc là Love Potion, mà Love Potion là có nghĩa là một cái liều thuốc, quý vị uống xong là anh ta cứ hoang tưởng là đang làm một cái gì đó, đi ngoài đường cũng là tưởng là nhìn thấy một cái cô nào đó. Cho nên là Lê Xuân Trường đã dựa trên đó để viết lên cái bài hát này, và cũng xin cảm ơn nhạc phẩm này đã được tất cả quý vị yêu mến là trong tiếng hát. Và nhất là về bước nhảy của Nguyễn Hưng, một lần nữa xin chào ở đây Nguyễn Hưng được gửi tới là chào cảm tạ rất nhiều, xin cảm ơn. Trước khi ca sĩ Nguyễn Hưng đó
rời sân khấu thì nói thật, hôm nay tôi rất vui. Tôi đã gặp Nguyễn Hưng trên những cái băng đĩa và hôm nay mới gặp ngoài đời. Nhưng mà tôi nhớ có một lần tôi đi du lịch sang Mỹ thì nói với tôi, chú Trang ơi, cái chương trình tới này đó ha, thì Nguyễn Hưng sẽ hát bài của chú Trang đó. Cái tôi hỏi bài gì thì tôi nói thế này nè, cái bài mà đưa cho Nguyễn Hưng hát á là cái bài phải sôi động, phải không? Còn nếu không sôi động thì phải sâu lắng. Nguyễn Hưng chỉ có hai cái dạng đó. Các nơi khác thì có sử dụng một cái bài của chú Trang sôi động là cái bài Trái Tim Xoải Đá. Thì tôi mới nói được rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cho Nguyễn Hưng hát một bài trong đó có chữ trái tim, và cái chữ trái tim sau đó có hai từ nữa, đó là hai chữ đàn bà, có nghĩa ca khúc Trái Tim Đàn Bà. Thì anh sau đó ca sĩ Nguyễn Hưng mới hát. Nhưng dạ, mà hát rồi, tôi cũng không có được dịp mà gặp Nguyễn Hưng khi mà du lịch bên kia. Trái tim đàn bà, trái tim đàn bà làm đổ nát tan hoang. Biết bao lâu đài, biết bao lâu đài cùng thành quách cao sang. Trái tim đàn bà, trái tim đàn bà làm điên đảo say mê. Biết bao cuộc đời, biết bao cuộc đời đàn ông nếm nếm trên trời. Anh thấy không? Mấy ai nhìn được mầm chứa phong ba. Họ gặp nhau trong chương trình Ký Ức Vui Vẻ, thưa quý vị. Đây cũng là một cái dạng ký ức. Và ký ức của tôi đó thì nó nằm ở sâu trong tim tôi. Và tôi cũng vẫn mong có một ngày nào gặp Nguyễn Hưng. Lý do là thỉnh thoảng tôi cũng nghe cái thông tin là Nguyễn Hưng cũng về nước và trình diễn nơi này nơi nọ, nhưng mà mình không có dịp được gặp nhau. Và bây giờ mới là lần đầu tiên gặp ạ? Mới gặp nhau. Wow, lần đầu tiên. Wow, thế thì xin chúc mừng họ đã gặp nhau lần đầu tiên trong chương trình Ký Ức Vui Vẻ, thưa quý vị. Và một lần nữa tôi cũng xin cảm ơn Nguyễn Hưng. Lý do là khi tôi viết cái bài Trái Tim Đàn Bà thì cái bài đó thật ra đó, nếu ca sĩ không phải là Nguyễn Hưng thì hát không có ra. Muốn hát được cái bài Trái Tim Đàn Bà đó thì mình phải là một ca sĩ mà có một cái nội lực mạnh mẽ. Mặc dù mình nói là trái tim đàn bà làm điên đảo, biết bao nhiêu đàn ông ê chề, nhưng mà thật ra chưa có người đàn bà nào làm Nguyễn Hưng ê chề, đúng không? Rồi, cảm ơn nhạc sĩ. Cảm ơn nhạc sĩ Đài Phương Trang. Không phải đâu anh ơi, không phải đâu anh ơi. Cái bài hát đấy thì em đảm bảo với anh là nhiều người đàn ông hát hay. Có cái là vì anh bên em có thổ lộ với mọi người ấy, là cứ khi nào anh trước một người phụ nữ là anh lại sợ. Chỉ có anh sợ phụ nữ chứ anh em là gì có ai sợ phụ nữ đâu. Vâng, thưa anh, đúng anh. Nếu mà thật sự là Nguyễn Hưng nói đấy thì Nguyễn Hưng nghĩ là tất cả quý vị đàn ông ngồi đây cũng giống như Nguyễn Hưng thôi. Đàn bà sinh ra để mình chiều, để mình yêu. Cho nên là em bé hát là trái tim đàn bà làm đổ nát tan hoang. Bao nhiêu lầu đài, bao nhiêu tiền bạc, anh đi đâu thì anh đi. Đời tôi là của tôi nhưng mà tiền tôi là của em. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Vâng, Hoàng Vân. Hoàng Vân xin mời. Anh Công Ninh ở dưới đây thì anh hỏi nhỏ em. Anh nói, ủa? Bà nói cho tôi nghe coi, hồi nãy bà nói cái ý vậy là đó bà yêu thầm anh Hưng hay sao vậy? Cái em hết hồn, em nói nếu như em không có tiếp tục nói nữa thì chắc có lẽ mọi người sẽ hiểu lầm là em yêu thầm anh Hưng. Nhưng mà thực sự như vậy anh Hưng, tức là không biết mọi người có giống Vân hay không, nhưng mà khi lúc nhỏ mà mình ngưỡng mộ một người nào đó, hoặc là người đó là thần tượng của mình nói ví dụ vậy, thì lúc mà khi mình gặp á, tự nhiên mình sợ. Dạ, đúng. Mình không dám lại gần. Thực sự Vân có hai người, tức là cô Thanh Nga thì không nói rồi, cô mất rồi. Nhưng mà có hai người ca sĩ là anh Nguyễn Hưng với chị Khánh Hà, là hai người mà Vân gặp ngoài Vân không dám lại gần. Thực sự, tại vì lúc mà ngưỡng mộ anh lúc em nhỏ xíu à, em đi học đi xe đạp, đi ngang qua cái hẻm nhà anh hoài. Cái tự nhiên giờ gặp cái mình thấy không có được, mình lại nói chuyện tự nhiên thấy hổn á, mình bị hổn. Chứ mình không có dám luôn, cứ lâu lâu lén lén nhìn vậy đó. Giống như bữa cái năm ngoái ngoài cung á anh mặc cái bộ đồ thun đen á, anh tập bài này với lại vũ đoàn á, thì cái ngồi đây nè, ngồi xong rồi cứ lâu lâu liếc liếc vậy thôi à, không dám nói chuyện luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì em nghĩ sau bữa nay thì chắc giải tỏa cái tâm lý đó. Cho nên nếu như anh em mình có gặp nhau một chương trình nào thì em xin phép em phải tới em nói chuyện với anh. Bây giờ chúng tôi xin mời các đội trưởng, xin mời. Ôi ôi, con thần tượng chú hay là từ hồi nhỏ xíu rồi. Con chào chú. Bây
giờ chúng ta sẽ đến với thử thách chung dành cho cả 5 đội. Và thử thách chung này thì chúng tôi muốn nhắc tới một cái vật dụng mà nó rất quen thuộc với mỗi một người Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ. Đàn ông cũng có, nhưng mà đặc biệt là phụ nữ. Đó là những đôi guốc mộc. Trong 3 âm thanh sau, âm thanh nào không phải là âm thanh phát ra từ tiếng guốc mộc? A. Âm thanh đầu tiên, xin mời. B. Âm thanh thứ hai. Cái đầu tiên. C. B là không phải đó. B là không phải. B. Đánh lừa. Không phải. 3, 2, 1. Xin mời đáp án. B, B. Tất cả đều chọn B. Và chúng tôi xin mời đáp án. Cái đầu tiên. Cái thứ hai cũng mắc cười. Cái thứ nhì. Cái thứ ba. B là bao nhiêu không? Tại sao mọi người lại chọn B, anh Chí Trung? Cái tiếng mà vừa rồi đó là cái tiếng em bé nó có cái thanh âm nhạc chứ không phải là tiếng guốc. Thế còn hai người kia là đều rõ ràng những đôi trai gái, họ đi guốc mộc ngày xưa. Và công tử và đi theo ngạch là bao giờ cũng họ đi guốc mộc. A và C là đúng là đi guốc mộc. Đúng là đi guốc mộc đúng không? Tôi xin hỏi là cái đáp án B đâu? Cái âm thanh nó tự phát ra từ đâu cháu? Từ mõ châu. Từ cái này ở đâu cháu gõ lại xem nào. Vâng. Nghe thì nó cũng giống tiếng guốc mộc nhưng mà không phải, đúng không? Hai người đi chân đất, đây mới là guốc mộc rồi đúng không? Mình dậm lại một cái xem nào. Bên kia. Tôi nói thật nhé, tôi ngồi đằng kia tôi nghe không biết là do tai tôi kém hay là sao mà tôi không phân biệt được. Mà sao mọi người phân biệt nó quá tinh như vậy? Anh ơi, không chỉ phân biệt đâu, bọn em nhìn. Che chân rồi mà, che chân mà. Che chân nhưng bọn em vẫn nhìn thấy, ví dụ đôi nam thanh nữ tú này thì họ có thể đi được quốc mộc. Chứ cái bà mẹ kia thì là gánh đồ đi làm với cậu con nhỏ này thì hầu như là không thể có chuyện đấy là đi quốc mộc được rồi. Thứ hai nữa là cái âm thanh của cái tiếng mõ đấy là đầu tiên em lại nghe lại tưởng là do cái đàn óc tạo ra cơ. Em cũng không nghĩ là cái tiếng mõ trâu đâu, bây giờ em mới biết đấy. Cháu bé này cầm dấu ở bên dưới nên cũng không thể biết là mõ trâu được. Em thì không có biết là cái âm thanh B là cụ thể là tiếng gì, nhưng mà biết chắc chắn không phải là tiếng của quốc mộc. Và em nghĩ chắc anh Sâm là chưa từng mang hoặc là ít mang đúng không anh? Đúng rồi. Chứ nếu anh đã từng mang dù chỉ một lần là anh cảm nhận được cái tiếng quốc mộc ngay, tại vì nó rất là đặc trưng. Hơn nữa là bọn em nhìn đây, bọn em đều thấy chân cả nên bọn em biết. Rồi, cảm ơn các diễn viên. Cảm ơn các diễn viên. Trong ký ức nhiều người mẹ, người chị, đôi quốc mộc ấy một thời chưa xa luôn gắn bó mật thiết trong đời sống người dân, từ nông thôn đến thành thị, từ già trẻ đến gái trai, ai ai cũng sắm cho mình một đôi guốc để sử dụng trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt với các bà và các cô thiếu nữ, đôi guốc dưới chân vô hình tạo ra một tâm thế đi đứng để cho họ thể hiện sự thanh lịch vốn có, không thể vội vàng hấp tấp, không thể cẩu thả lê quẹt mà phải hết sức khéo léo nhẹ nhàng. Và chính vì thế văn hóa guốc mộc cũng đồng thời phản ánh nét đẹp từ cốt cách đến tâm hồn của phụ nữ Việt xưa nay. Những đôi guốc mộc đấy có gợi lại trong mọi người những cái nỗi nhớ nào không, những kỷ niệm nào không với những đôi guốc mộc? Dạ, cái guốc mộc á là nó thân thuộc với em khủng khiếp luôn. Bởi vì cái sân khấu kịch Phú Nhuận của em á là tụi em làm cái dòng kịch văn học từ thời 30-31. Những cái đạo cụ đầu tiên của cái thời điểm đó, lúc đó lúc nào cũng là guốc mộc. Những cô gái mà sang trọng á thì sẽ là đi guốc mộc cao và hoa văn đẹp. Còn những người nông dân, những người nghèo á thì sẽ đi guốc mộc theo cái kiểu như thế này, cái quai bình thường. Thành ra là cái âm thanh đó nó gần như là nó theo suốt em cho tới bây giờ. Em đã bị tốn biết bao nhiêu tiền để mua guốc mộc cho các bạn đi. Bởi vì là các bạn đi kinh hoàng lắm anh ơi. Cái tiếng đó nó vọng vô tai em mà. Ngoài cái chuyện nhức đầu ra về cái âm thanh đó thì nó còn nhức đầu về vấn đề tiền bạc nữa. Bởi vì em biết chắc em phải mua nữa. Em phải mua nữa. Tôi nghĩ là cái sân khấu Hồng Vân chắc cái người mà làm hao guốc nhất là Minh Nhí đúng không? Anh hay quá. Hay quá. Tôi mỗi lần mà tôi thấy ông Minh Nhí ra ông diễn là ông dậm
quốc. Dạ đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Thầy Minh là diễn kiểu đó. Dạ tại vì do em ở sân khấu chung với chị Kim Huyền và chị Hồng Vân cho nên ngay lập tức hồi nãy anh hỏi là em đã nhớ tới sân khấu của mình. Nhưng có điều là tại sao em không làm hao phí quốc và tiền bạc của sân khấu mình là bởi vì thứ nhất em là một người luôn đầu tư cho những nhân vật, những vai diễn của mình. Tự mua quốc luôn. Tự sắm guốc. Và một phần nữa là em mà mang cái guốc mộc mà ở sân khấu á là rớt guốc hoài. Vì cái chân em á nhỏ. Nó dài nhưng mà chiều ngang nhỏ. Em mang không có vừa. Em đang diễn là rớt guốc xong em vô em tìm không thấy luôn. Nhiều khi nó rớt trong cánh gà mà tắt đèn tối. Thành ra em cũng biết thân em là em tự đi đóng guốc. Thì em có một hàng đóng guốc ruột ở chợ Tân Định. Guốc từ những cái kiểu như thế này cho đến những cái kiểu đẹp hơn có. Bây giờ còn không em? Vẫn còn anh. Có khỉnh xà cừ hoặc là những cái quai bằng nhung có kết cườm hoặc đẹp là vẽ đó. Rất là đẹp và có em còn mua cho cả con gái của em nữa, nó cũng rất là mê guốc. Nói chung là bây giờ guốc mộc nó cũng biến thể rất là nhiều và trở thành thời trang với một cái giá tiền rất là hợp lý mà mọi người mang rất là bền, rất là đẹp và chắc chân ạ. Sau khi tôi nghe các bạn tranh luận về cái guốc mộc thì tôi nghĩ hai cái từ guốc mộc mình nghe nó mộc mạc lắm, đúng không? Nhưng mà thật ra hai từ guốc mộc đã đi vào trong thơ ca, thậm chí đi vào trong âm nhạc. Tôi chứng minh. Về đây nghe em, về đây nghe em, mặc áo the đi guốc mộc. Đó là một bài hát của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, tựa đề là Về đây nghe em. Cả tuổi thơ ấu tôi ở chùa cùng với bà nội tôi và cùng với em của bà nội tôi là sư cụ ở chùa Văn Điển và ở chùa Nguyễn Khuyến, chùa Sinh Từ. Thế thì ở chùa thì hay đi guốc mộc. Và guốc mộc nó gắn liền tuổi thơ tôi rất nhiều. Nó sạch và nó luôn luôn đem lại cảm giác mà nó tránh đi cả những cái bệnh về da, về bệnh tê thấp. Và tiếng gõ guốc nó nghe nó bình an lắm. Vì trên cái nền gạch nem mà nó bản 2020 màu đỏ ở nhà chùa, các cái nhà sư hoặc là các thí chủ đi vào hoặc các chú tiểu đều đi guốc mộc hết. Thời đó đâu có dép nhựa. Mỗi khi mà đến ngày rằm mùng 1 á, ngập tràn vài chục, vài trăm đôi guốc mộc ở cổng chùa, cổng tam quan. Thật ra thì Ninh đoán rất là chính xác như Vân á hả? Tại vì bản thân bọn Ninh là dân sân khấu á, bọn Ninh nghe cái tiếng guốc mộc rất là thường xuyên trên sân khấu qua các nhân vật. Cho nên nghe cái âm thanh guốc mộc là biết liền à. Mà anh Toàn đóng vai nghèo thì anh đi guốc không ạ? Ninh xin kể thêm cái chi tiết cái lô guốc mộc này nó có những cái thú vị lắm. Cái thứ nhất là cái người mang rất là mát chân. Cái thứ hai là rất là rẻ. Và cái thứ ba nữa là khi mà không xài được nữa thì nó sẽ trở thành một cái chất liệu rất là tốt khi mình chụm lửa. Hãy nhớ là tại vì cái thời là bọn Ninh học á là sinh viên nghèo lắm, mà nhiều khi có những cái đôi guốc cũ của các đậu cụ rồi đó, phục trang thải ra không có củi chụm đó, đi lượm những cái đôi guốc mình ra thải đó chẻ ra để làm củi nấu cơm rất là thú vị. Và cái nữa cũng quan trọng là những người mang guốc á chắc là hồi xưa cũng rất hay sử dụng, mỗi lần đánh lộn chắc là giác guốc quánh. Kim Huyền xin mời. Dạ, guốc mộc thì ngoài đi diễn á thì hồi xưa lúc em bắt đầu lên cấp 3 mặc áo dài á thì thời đó cũng còn nghèo lắm, đâu có tiền đâu mua giày sandal hay là giày khác thì làm mang guốc đó anh. Nhưng mà guốc thì không thay nhiều nhưng mà quai thì thay nhiều anh. Bởi vậy á em hay chơi tạt lon mà em lấy guốc em tạt không anh. Nên quai mới mà đôi guốc cũ xì à. Mặc cái đôi guốc mộc á nó ngộ lắm. Nếu mà kiểu như mình mang một cái đôi đó của mình á, nó giống như nó định hình cái chân của mình vậy. Quen chân. Đúng rồi, quen chân á mà nó in cả cái dấu bàn chân của mình, từng cái ngón chân nó hành xuống mà khi mình bước vào một cái là nó khớp đúng với cái chân của mình. Nó hằn màu đen lên đúng không chị? Nó giống như nó bị in xuống. Anh dấu chân. Thật ra nếu mà nói về guốc mộc thì em lại chia sẻ thế này, mọi người đang nói guốc mộc mình mua về nhưng em ở nhà với bà em với chú em thì là tự làm ấy. Trời ơi. Tức là cắt cái khúc gỗ xoan ra, sau đó thì là tự đẽo lên những cái đôi guốc đấy, thì chọn những cái cây xoan đào ấy. Cho dù có ngập nước thì cái gỗ xoan nó cũng không bị thâm. Thì cái xoan đào rất là đẹp, càng đi nó càng bóng. Thế và cái đôi guốc thì ngày xưa chú em đẽo cho cả nhà. Có những búi tre thật là to, thì lấy những cái gọc tre anh ạ, tức là cái rễ tre già ấy, mà nó to ấy, đẽo những cái đôi guốc ấy. Thì đấy là những đôi guốc thứ nhất là nhẹ, thứ hai là cực kỳ bền, và thứ ba là đi mùa hè thì mát mà mùa đông thì lại rất ấm chân. Nó đi bằng gọc tre cơ anh ạ. Gọc tre anh tưởng nó nặng chứ em? Không, lại không nặng. Khi anh tre khô rồi anh đẽo thì lại càng đi càng nhẹ. Anh Tự Long ơi, nhưng mà mình tự làm như vậy á, mình có phân biệt trái phải không? Trái phải chứ. Nó có đẽo theo chân của mình ý, thì là do cái hoa tay của người đẽo. Thì đúng là như Kim Huyền nói thì là
guốc thì rất ít hỏng, nhưng mà hay phải thay thay quai. Nếu đôi guốc hay hỏng là do mình cắt cái thớ nó không đúng. Thứ hai nữa là do đi mà không, về sau người ta đóng đế anh. Dạ. Đóng cái đế để đi cho đế cao su ấy, đi cho đế. Dạ. Và thứ hai là nó cũng chống trơn. Nếu ta không đóng đế cao su ấy thì có nhiều cái ngôi nhà mà sân nó ẩm ướt hay có rêu thì hay bị ngã, có người ngã bị dập mông. Dập mông, dập mông. Tức là ngã rất là đau. À vâng, xin mời Công Đinh. Từ đó các bạn à, ngoài người Việt Nam mình xài guốc nè, còn dân tộc nào trên thế giới người xài guốc nữa? Người Nhật, Hà Lan. Guốc mặc kimono. Người Nhật. Hà Lan nữa. Hà Lan. Hà Lan xài guốc giống như là của Tự Long mới kể đó. Dạ. Ồ vậy hả? Mà về sau nhá, tôi nói thật nhá, đến thời mà chúng tôi đi học ở bên Nga ấy, là có những đôi guốc nó trở thành mốt rất là đẹp. Guốc cao gót rồi các loại quai như các bạn nói, rồi những cái hoa văn ở trên đấy. Phụ nữ Nga đi guốc của Việt Nam cũng rất nhiều. Chính xác. Bán một đôi guốc đấy có thể mua được vài cái bà là. Vâng. Thì mình thấy rằng là gì, cái sức sáng tạo của con người ta nó thật là vô hạn. Và người ta có thể là tự đẽo những đôi guốc như Tự Long nói đúng không? Không chỉ là gỗ đúng không? Từ gọc tre cũng có thể là tạo ra được những đôi guốc. Và cái đôi guốc nó trở thành cái vật dụng hết sức thân thuộc. Chúc mừng cả 5 đội đã đoạt được thêm 10 điểm. Trở lại với chương trình Ký ức vui vẻ. Và bây giờ sẽ là thử thách riêng dành cho thập niên 70. 1, 2, 3, 4 Thử thách của thập niên 70 nó liên quan tới một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng thời đó, Trên từng cây số của Bulgari đúng không? Điện ảnh Bulgari chiếu trên truyền hình Việt Nam. Cái bộ phim này thì Chí Trung ngay lập tức nhớ đến nhân vật Dianov đúng không? Bài hát của là Rạc trở về, nô trở về, tê 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 tê. Нас червеното знаме рутини, нас не ще ни уплаши смъртта. Và còn nhớ gì về cái bộ phim này? Chúng tôi sống hàng ngày, lết hàng ngày, ăn hàng ngày chỉ để lết trên từng cây số với bộ phim này. Và đây nó một thần tượng của chúng tôi thời kỳ đó. Đẹp trai đúng không? Đẹp trai. Anh là Stefan Danilov. Ở ngoài đời tên diễn viên của anh là Stefan Danilov. Mỗi lần mà hồi là 7 rưỡi tối ấy, là cứ nhạc này nổi lên là chúng tôi chạy như điên ngoài đường, phóng xe đạp hoặc là đâm sầm vào bất cứ nhà nào. Mà thời đó có tivi đâu. Lúc đó không có tivi đâu, toàn coi ké thôi. Xem qua lỗ khóa của nhà khác luôn á. Wow. Hồng Vân có xem phim này không? Trời anh ơi, em tự cho mình là Dianov luôn á. Nhưng sao? Mà anh lại nghĩ em là bôm bốp hợp hơn. Không, em có một con đệ tử, tức là một con bạn rất thân, và em tự mặc định em là Dianov, còn nó là bôm bốp. Ngày xưa bôm bốp là bôm ba ta đúng không anh? Cảm ơn Hồng Vân. Câu hỏi chúng tôi dành cho đội thập niên 70 này. Nhân vật chính Dianov trong bộ phim Trên từng cây số làm nghề gì? A. Sĩ quan tình báo. B. Thủy thủ. Hay C. Họa sĩ. Câu trả lời của các bạn là gì? A. Sĩ quan tình báo. Xin chúc mừng, đó là câu trả lời đúng. Tình báo nhiều tập mà lại còn hỏi đây nốt lòng cái nghề gì. Bởi vì là nếu có người mà không xem ấy thì là sẽ không biết đấy là phim tình báo gián điệp hành động tình cảm tâm lý xã hội. Đúng rồi. Còn không biết phim đó phim tình báo. Như vậy là thập niên 70 đã hoàn thành phần thử thách riêng của mình. Họ ghi được 10 điểm. Tiếp theo sẽ là thử thách chung dành cho cả 5 đội. Thử thách chung dành cho cả 5 đội thì chúng tôi muốn nói tới trò chơi dân gian rất quen thuộc của chúng ta từ thuở thiếu thời. Xin mời sân khấu. Ôi trời.
Câu hỏi của chúng tôi là các bạn hãy ghi lại tên của các trò chơi dân gian mà các bé chơi. Đội nào ghi đúng nhiều tên trò chơi nhất sẽ ghi được 10 điểm. Đội nào ghi được từ trên 4 trò chơi sẽ được 5 điểm. Trò này chơi gì? Dưới 4 trò chơi không được điểm nào. Trò gì anh? Trò chơi gì? Chanh chanh. Không biết. Gõ chân, đếm chân. Là đôi hà đồ rằng rắn lên mây, rắn lên mây. Bông rồi lấy mấy bông. Rồng rắn lên mây. Không phải. Không phải cái này, rồng rắn lên mây. Kéo cưa lừa xẻ. Kéo kéo cưa lừa xẻ hả? Kéo cưa lừa xẻ. Kéo kéo cài hả? Anh thợ nằm. Hay là gì anh? Cái gì đó? Trò cho gì? Hả? Trò gì, trò gì? Trò cá. Trò này trò gì? Đá vương mộng. Hey! Chị gì chẳng 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 chẳng. Bản tu si ra cái gì ra cái này? Tốn tiền á năm ơi. Đếm chân à? Ủa không phải hả? Cảm ơn các bé, cảm ơn các con. Đó, bây giờ thì tất cả dừng. À, các bạn đã ghi rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ giơ bảng lên. Các đội giơ nhá, các đội giơ nguyên thế này nhá. Tôi sẽ đến tôi đọc để cho các đội đỡ phải chỉnh sửa này. Thập niên 60, Nuna Nu Nống. Có. Hoàn Tu Ti. Không có. À, rồng rắn lên mây. Có. Kéo cưa lừa xẻ. Có. Giặt áo phơi khô. Lộn cầu vồng. Có. Chi chi chành chành. Tập tầm vông. À, như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đội của Hồng Vân thập niên 70. Nuna Nu Nống. Có. Rồng rắn lên mây. Có. Kéo cưa lừa xẻ. Có. Cái gì? Giặt áo à? Giặt áo. Cái đó là công việc hàng ngày. Công việc nhà. Cái đó phải trò chơi. Cái đó là trò chơi. Phải trò chơi. Đó phải trò chơi. Giặt áo làm gì có? Không, giặt áo phơi khô á. Đâu đây là giặt cửa áo gì? Mà. Cái con ọt cái cửa gì? Cái con ọt cái cửa gì? Chi chi chanh chanh. Có. Tập tầm vông. Có. Hoàn Tu Ti. Có mà. Không có. Rồi. Đó là Hoàn Tu Ti. Đây có cái mới này, cá sấu lên bờ. Có. Hai đội 60 và 70, mỗi đội có 6. Nuna Nu Nống. Có. Rồng rắn lên mây. Có. Mèo đuổi chuột. Có. Không có. Không có. Kéo cưa lừa xẻ. Có. Rung răng rung rẻ. Có. Lộn cầu vồng. No. Có. Chi chi chành chành. Có. Tập tầm vông. Có. Quản Tu Ti. Không. 5-10. Thấy hình. Không, không có. Trốn tìm. Không. Cá sấu lên bờ. Có. Như vậy chúng ta có 1 này. 2, 3, 4 5 5 6 7 8 8 cái. Mèo của trường có 8 cái. Sao sao? Cái bài này bà thắc mắc hơi bị nhiều. Cái cầu vòng là ở ngoài Bắc. Cầu vòng lộn mèo gì đó, cái gì đó quên rồi. Lộn, dạ, lộn cầu vòng. Lộn cầu vòng là ngoài Bắc, còn trong đây là giặt áo phơi khô. Không. Là trong miền Nam. Kể cả là giặt áo phơi khô nhá, nhưng nó phải là giặt áo phơi khô. Không. Nó mới là trò chơi, còn đây là giặt áo là cái công việc giặt áo. Không được đấy. Nhá. Phơi khô, làm gì có phơi khô. Làm gì có phơi khô đâu. Này, giặt áo rõ ràng là công việc thế này, bảo trò chơi. Em ghi vào là chưa phơi. Chưa phơi. Giặt áo chưa phơi. Giặt áo chưa phơi. À, của đội thập niên 90 này, chi chi chanh chanh. Có. Bịt mắt bắt dê. Không có. Không có. Rồng rắn lên mây. Có. Có. Kéo cưa lừa xẻ. Có. Lộn cầu vồng. Có. Rung răng rung rẻ. Có. Đếm chân. Nó đếm chân mà. Nó chỉ có trò đếm chân. Em không biết trò đấy tên gì mà em thấy đếm chân. Nu Na Nu Nống. Nhưng mà trong Nam gọi đếm chân. Không. Trong Nam ai gọi đếm chân.
Úp lá khoai. Úp lá khoai. Không. Không có. Tập tầm vông có. Lêu lêu. Lêu lêu. Lêu lêu là trò. Có một khúc em thấy lêu lêu. Cá sấu lên bờ. Có. Rồi bảy đúng không? Bên này. Đếm chân. Dạ mình miền Trung quê con gọi trò đó là đếm chân. Rồi. Rồi, rồng rắn lên mây. Có. Kéo cưa lừa xẻ. Có. Lộn cầu. Cái gì? Ờ nên miền Trung kia. Lộn bằng tay. Sai rồi. Miền Trung kia là lộn cầu vồng. Lộn tay là hình thức thôi, còn tên gọi nó là lộn cầu vồng. Nhưng mà đây lộn tay. Rung răng rung rẻ. Có. Chi chi chành chành. Có. Tập tầm vông. Có. Bản tù xì. Không. Em bé tập đi ở đâu? Đã có, con gái mà. Nhìn nè, xong cái mét đi đi đi. Em bé đi đúng không? Không, không có. Cá sấu lên bờ. Có. Như vậy là 1 này, 2 này, 6. 3, 4, 5, 6. 6. Như vậy là thập niên 2000, thập niên 60, thập niên 70, 3 thập niên có 6. 7 của em là 7 mà. Của em á, của em đâu có 7, của em 6 chứ. 7. 1, 2, 3, 4. Em mới tập đi này cho gì? Không có, không có, không có. Có, có, có. Dán thế rồi. Dán quá, dán quá. Rồi, tôi đã bảo rồi, nếu mà rõ ràng, rõ ràng của chữ phơi khô. Không có. Đây, đây, đây rõ ràng. Đấy là vừa mới ghi thêm. Vâng. Bây giờ theo luật của chương trình thì đội mà nhiều điểm nhất sẽ được 10 điểm. Đó là đội thập niên 80. Chúc mừng. Bốn đội còn lại, mỗi đội có thêm 5 điểm. Xin chúc mừng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem lại các cháu nó sẽ từng trò chơi một nó sẽ chơi như nào với những câu đồng dao quen thuộc như thế nào. Xin mời. Yeah.
nó linh để với chọn người kia. Để chọn dạ. Người chơi chứ không phải là bố mấy đứa quy định sẵn luôn, đứa nào bị luôn đi nha. Đây là em bé tập đi á hả, khúc này em bé tập đi á hả. Cá sấu lên bờ, cá sấu lên bờ, đó cá sấu lên bờ. Ủa đâu rồi? Chạy rồi. Cảm ơn các con rất nhiều. Dễ thương quá. Vâng, dễ thương quá. Tự nhiên ngồi xem các cháu, tôi lại ước là trẻ con bây giờ mà được chơi nhiều như thế này thì hay quá. Vận động đấy chứ anh. Vận động. Ngày xưa em còn nhớ là cái thế hệ như bọn em, không biết anh Trung có nhớ một cái trò chơi cướp cờ ấy anh. Đúng rồi. Vẽ một cái vòng tròn nó để cờ đấy, xong bắt đầu rình rìa nhau để cướp cái cờ đấy chạy về đội của mình ấy. Là cái trò chơi vận động kinh khủng rồi kéo co. Bây giờ thì nhiều trò chơi quá mà toàn như là đập cái lọ con kia nó thòi lên đi vào siêu thị ấy. Cứ đập con chuột hay con mèo nó thòi lên lại đập. Rồi ôi. Đang nói đến trò chơi điện tử đúng không? Mà em nhìn cái cảnh hồi nãy muốn đẻ thêm quá. Biết sao không? Nhà em ba đứa nó chơi nó khó chia phe lắm, nó cứ đòi mẹ phải có thêm em thôi. Tại vì vậy hai đứa lớn mà nó chơi đóng vai ba mẹ thì cái thằng lùn nhất, thằng nhỏ nhất sẽ là con. Nếu mà hai đứa lớn mà đóng vai là đôi bạn mà đi ra công viên gặp con chó con mèo thì thằng lùn nó sẽ là con chó con mèo. Nên nó rất là tức, nó luôn là nhân vật phụ, nhân vật thứ ba đó. Nó vậy nó muốn là có thêm một đứa em nữa cho nó công bằng. Em ơi, em có lẽ phải chuyển sang cùng mình ở gần nhà nhau đi. Sao cho bọn nó chơi cùng với nhau là được đấy. Không cần mình. Như vậy là các đội đã hoàn thành cái phần thử thách vừa rồi và chỉ có một đội 80 là ghi được điểm số tuyệt đối 10 điểm, còn lại mỗi đội có 5 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách riêng của thập niên 60. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách của thập niên 60. Và cái này tôi đặt nhiều hy vọng vào nhạc sĩ Đài Phương Trang nhiều hơn là nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, bởi vì nó liên quan tới cái cách tỏ tình tại Sài Gòn. Câu hỏi chúng tôi đưa ra cho thập niên 60: tại Sài Gòn thập niên 60 cách tỏ tình nào không chính xác? A. Gửi thư tỏ tình. B. Gửi tặng tờ nhạc với lời yêu thương. Chắc là mấy bác nào nhạc sĩ. Hay C. Quỳ gối tỏ tình với nến và hoa hồng. Có rồi. Câu hỏi của chúng tôi đã đưa ra C, tức là quỳ gối tỏ tình với nến và hoa hồng là không chính xác, đúng không ạ? Và đó là câu trả lời đúng, xin chúc mừng. Câu này dễ đúng không? Yeah. Đúng là hỏi như không hỏi, là bởi vì thật sự là chả cứ thì 60 đâu. Mà đến bây giờ thế thì có phải lúc nào người ta tỏ tình mà người ta quỳ ở nơi công cộng như này? Bây thì... giờ không, có một dạo là nó thành trào lưu đấy. Đấy, khi nó là trào lưu bởi vì nó ảnh hưởng thôi. Chứ còn nếu mà người bình thường thì thật sự là không có những cái như này. Và câu hỏi này đúng, bạn ấy bảo em mới nghĩ ra là đúng là hỏi như không hỏi ấy nhỉ. Lúc đấy có một cái chi tiết mà mọi người có vẻ như là thấy không hiểu và hỏi lại. Đấy là có một số người là gửi tặng tờ nhạc với lời yêu thương. Thì đây, thưa quý vị, là nói có sách mách có chứng. Có những cái tờ nhạc như thế này, ví dụ như là bài hát của nhạc sĩ Đài Phương Trang đây này, Hoa 10 giờ chẳng hạn. Tặng nhau, và ở trong đấy thì có ghi những cái dòng chữ tặng cho người tình. Hay là đây, ví dụ như là những cái tờ nhạc như thế này, ở trong đấy họ dùng thay cho thư thì họ dùng những cái tờ nhạc này để họ viết. Chẳng hạn như đây là một cái bản nhạc của nhạc sĩ Đài Phương Trang, có tên là Hoa 10 giờ. Thì ở trong này ấy, từ ngày 16 tháng 1 năm 1971, các bạn ấy ghi những cái dòng tình cảm với nhau, nghe rất là dễ thương. Mến trao về loan để kỷ niệm, thủa còn khoác áo học trò, lưu lại một tình bạn bất diệt, loan nhé. 16 tháng 1 năm 71, Tâm Vũ, Tuyền Vũ. Trong này thì có cả bản nhạc. Là vì ngày xưa ấy, thì băng đĩa nó không nhiều,
mà họ tặng nhau những cái bài này để hy vọng là những cái người bạn của mình sẽ học theo những cái bản nhạc này, và để rồi mỗi lần hát, mỗi lần chơi những cái bản nhạc này thì nhớ lại cái tình bạn hoặc là tình yêu từ thuở học trò. Chắc là nhạc sĩ Đài Phương Trang có nhiều cái kinh nghiệm về những cái cách tỏ tình này đúng không anh? Vâng ạ. Nhất là một người mà anh nói rằng ngồi đối diện trực tiếp với phụ nữ thì anh cảm thấy là bị lúng túng, bối rối, sợ hãi, thì chắc là cái cách này nó dễ tiếp cận hơn. Xin mời. Vâng ạ. Tôi nhớ thập niên 60 đó, thì thanh niên nam nữ khi mà có tình cảm với nhau đó thì nó không có nhiều phương tiện để mà bày tỏ như bây giờ. Thời điểm đó thì tôi nhớ nhà nào mà có được cái điện thoại bàn là tốt lắm rồi. Người thanh niên mà thập niên 60 đó cũng có một số giống như cái tính cách của tôi. Tức là nhiều khi mình lớn lên, mình thấy mình có một chút tình cảm gì với một bạn gái đó, mình muốn tỏ tình lắm, nhưng mà nó có một cái lực vô hình mà nó kéo mình lại, nó không cho mình tiến tới để tỏ tình một cách là mà có thể đem lại một cái kết quả. Thì thở đó đó, tỏ tình mà kiểu mà 60 mà thông dụng nhất là dùng tờ giấy bơ lia. Mà tờ giấy bơ lia đó tức là tờ giấy rất mỏng mà rất đẹp. Thì bơ lia nó có 3 màu: màu trắng, màu xanh da trời nhạt và màu hồng đó. Thì thanh niên đó hay dùng cái giấy bơ lia đó để mà viết thư tỏ tình gửi cho người bạn gái. Đó là cách thông dụng nhất. Cách thứ nhì là có thể dùng một cái bài nhạc tình cảm nào đó, rồi trong đó là mình có ghi thêm những cái lời mà mình muốn bày tỏ, sau đó là lấy cái việc mà tặng bản nhạc này để mà kèm theo cái lời nhắn gửi của mình thôi. Chứ thật ra ở lời trong bài nhạc đó viết thêm đó thì ít có bao giờ mà tỏ tình một cách trực tiếp lắm. Muốn tỏ tình trực tiếp thì mình phải động não, phải suy nghĩ, viết thư, phải viết, viết thư, phải viết thư thì mới trải hết cái lòng của mình. Bây giờ hỏi nghệ sĩ Công Ninh này, xin mời. Thật ra thì đây là một cái kỷ niệm mà mình định giấu kín suốt đời. Nhưng mà với cái chương trình Ký Ức Vui Vẻ này thì chắc có lẽ là cũng nên tâm sự. Vì nó cũng là một kỷ niệm đẹp ở cái lứa tuổi mà chớm yêu và mới bắt đầu biết yêu. Dạ. Lúc đó Đinh học lớp 6. Lớp 6, 12 tuổi. 12, 11, lớp 6. Anh ơi 11. 11. Mới vừa chuyển từ cấp 1 lên cấp 2. Thì lúc đó là Ninh làm lớp phó và Ninh yêu cái cô gái lớp trưởng. Công nhận lớp trưởng của tôi rất là đẹp luôn á, phải tôi nói thiệt luôn á. Cao, đẹp, da trắng, học rất giỏi. Và tôi thầm yêu cô ấy, mới có 12 tuổi mà đã bắt đầu yêu. 11. À 11. Thì tôi có một lần tôi kìm không được cái cảm xúc mà tôi muốn cô ấy biết rằng là tôi đang yêu thương cô ấy. Thì bữa đó là cô ấy trực vệ sinh, cô ta có nhiệm vụ tới sớm để mà quét lớp. Thì tôi cũng vô sớm luôn, mặc dù là tôi bữa đó tôi không có trực. Thì cô quét và tôi rất là hồi hộp, tôi chờ cô quét tới cái bàn của tôi. Thì lúc mà khi cô quét tới cái bàn của tôi thì tôi mới thảy cái tờ giấy của tôi xuống. Và trong thâm tâm tôi là nghĩ là cô ta sẽ nhìn tôi và lượm tờ giấy lên và mở ra đọc. Và đúng như các bạn suy đoán, cô ta không hề lượm lên. Cô ta quét luôn. Mà các bạn biết tôi viết trong đó những cái dòng chữ như thế nào không? Ninh yêu Trang. Ôi. Rồi biết tên luôn rồi. Cô lớp trưởng đó tên là Trang. Ninh yêu Trang. Mà cái câu sau rất là sến: Ninh muốn cùng Trang dìu dắt nhau trên con đường học vấn. Trời ơi. Đó là chỉ viết có hai câu đó thôi mà nỡ lòng nào không chịu mở ra đọc và quét luôn, và lạnh tanh không hề dòm tới tôi một nửa con mắt. Tôi đau khổ nhưng mà tôi vẫn yêu cô ấy cho tới khi tới lớp 9. Và đến lớp 9 thì cô ấy là yêu một anh chàng lớp khác và tôi rất là tuyệt vọng. Đấy là mối tình đầu mà trong mộng. Anh Ninh này là em công nhận là anh Ninh là một người rất si tình á. Em biết, em chứng kiến là tại vì hồi xưa em với anh Ninh là sinh hoạt chung với nhau ở 5B Võ Văn Tần. Mà anh biết không, 5B Võ Văn Tần á, trên lầu 2 nó có một cái ban công như thế này. Và bên cạnh ban công á, nó có một cây hoa lan. Hoa lan rất là đẹp. Thì lúc đó là anh dắt cô bạn gái anh lên để tập kịch. Thì cái cô bạn đó cũng ngồi này, xong một hồi cũng nghe mùi hương lan á. Của người nè. Lan cơ. Ta đang tập tuồng vậy đó mà. Bà nói, Lan cơ. Lan. Hả Lan, hả hoa lan. Lan cơ, Lan.
anh có tin không, giống như một kẻ mộng du, ông bước vậy, ông bước vậy tới cái lan can á anh, ông bước lên luôn anh. Trời đất ơi, tụi em mà không nhào kịp là ông lao xuống dưới để mà ông hái cho cái bạn đó. Trời ơi, trời ơi, hay quá. Cái chuyện này em không theo dệt nha, tất cả những người xuất thân từ 5B ai cũng biết. Dại gái. Dại gái. Ôi, cái ban công như vậy nè, mà ông cứ lan cơ, ông chỉ nhìn cái hoa lan đó thôi, cổ chỉ hoa nào ông nhìn hoa đó. Ôi, cái gì vậy? Chị, em cứ nghĩ là thầy á rất là lạnh lùng, bởi vì em là nạn nhân của thầy. Trời ơi, con Quyền là yêu thầm ông Nín. À, thầy giáo của em trong trường sân khấu. Rồi. Trời, thời đó trời ơi, ngưỡng mộ thầy lắm. Yêu ngưỡng mộ á anh. Ngưỡng mộ. Thầy rất là giỏi. À. Lúc đó em vô trường sân khấu, em nhìn thầy của em là em mê lắm. Nhưng mà thầy không có chú ý đến em. Thầy rất ghiền cà phê đá. Mỗi buổi học em tự nguyện mua một ly cà phê đá lén lén đằng sau lưng anh ấy. À. Để rang trước. Không bao giờ anh ấy nhìn tới cái mặt đứa nào bưng cà phê đá. À. Đến giờ thầy mới biết đúng không thầy? Đó là ký ức mà em giấu kín, mà em muốn giữ kín đó, bây giờ em lộ luôn rồi. À. Đó. Thật ra là thì hồi nãy Ninh có nói với Vân là cái thời điểm đó là thường người ta tặng nhau bài hát. Nhưng mà thật ra cái tuổi Ninh lúc đó không có tiền mua cái bài hát đó. Cái bài hát lúc đó bán mắc lắm. Tuổi tụi Ninh là lúc đó là không đủ tiền đâu. Tức là những cái này họ bán đấy hả? Dạ bán á. Bán. Họ dạ, bán những bài hát này hả? Bọn Ninh là lúc bán. Đó nhỏ là không có đủ tiền để mua những bài hát này. Vâng. Tuấn Kiệt thì có bạn gái chưa? Dạ chưa. Có định dùng bài hát để gửi dạ, tặng tỏ tình không? Dạ ngày xưa lúc mà thời con học đại học năm 1 á, là lần đầu tiên con viết một lá thư tay, con gửi tặng cho một bạn nữ ở bên lớp diễn viên, con học bên lớp thanh nhạc. Con không ngại, con không dám đưa cái lá thư đó trực tiếp, nên là canh cái xe máy của bạn đó, cái con lại con bỏ vô nó bảo hiểm. Sau con đứng con me coi bạn đó có đọc hay không. Bạn xuống bạn đó coi, đọc, con mừng lắm. Đọc rồi, mừng. Xong rồi, nhồi một cục quăng chiêu, quăng chiêu. Rồi sao? Và con thề là từ đó trở đi con sẽ không bao giờ con viết thư, con gửi nữa. Dạ. Đúng rồi. Em nghĩ là 60, 70, 80 đến 2000 thì đều có những chuyện tình lãng mạn, đều có những cách tỏ tình thực sự là kiệm lời. Họ sẽ không thể gặp mặt như nhạc sĩ của chúng ta ở đây, bác ấy không thể nói được mà có thể gửi qua âm nhạc hoặc gửi qua thư tay. Anh Ninh cũng vậy. Nhưng mà theo như em được biết ý, các cô chú của em thì vẫn thường gửi cho nhau những dòng lưu bút hoặc có chép lại ở đâu đấy để tỏ tình. Thì cũng có những lúc những chàng trai trong thời kỳ như anh ấy, cách tỏ tình không thể nói được ngay là anh yêu em, mà phải hát bài nhẫn cỏ cho em, ngồi ở đấy lấy cỏ làm nhẫn sau đeo vào. Anh hát nghèo bài nên chẳng nhận kim cương. Đúng rồi, đấy, đấy, đây là tình yêu đấy. Anh Sâm. À vâng. Ở ngoài Hà Nội á, tức là ngoài Bắc á, thì là em không biết làm thập niên 60 á thì mọi người tỏ tình bằng cách như thế nào, có giống như là ở trong Nam không? Nhưng mà em nhớ là bố mẹ em á, là bố tặng mẹ một cái tấm ảnh của bố, xong rồi đằng sau á, bố để là em ơi nếu đã yêu nhau thì cần gì tặng ảnh, cái quý nhất không gì so sánh là tấm hình chụp trong trái tim ta. Trời ơi, là hồi đó là các cụ nha, là tặng hình của mình đó. Đó thì em không biết là ngoài Bắc có phải là ngày xưa là mọi người tặng nhau là giống như chân dung hoặc là cái hình của mình, xong rồi ghi một cái bài thơ nào đó hay chép một lời nhạc nào đó không? Có những cái trái tim mà ghép hình ảnh hai người lồng vào hai mặt á, trái tim nhỏ nhỏ. Đúng rồi. Đeo gửi tặng nàng. Đúng rồi. Nói chung là có nhiều cách để người ta đến với nhau, người ta tỏ bày tình cảm với nhau, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thử thách riêng của thập niên 2000. Chúng tôi xin mời Tuấn Kiệt vào trong này. Em chỉ được hỏi đúng sai có không thôi. Đúng sai có không thôi. Vâng. Thập niên 2000 sau 1 phút hỏi và trả lời sẽ phải cho chúng tôi câu trả lời. Và bây giờ là gợi ý của chương trình. Đây là ca sĩ theo dòng nhạc dân ca quê hương trữ tình, được đông đảo khán giả yêu mến. 1 phút bắt đầu.
Anh Duy ơi, ca sĩ này là nam hả? Không phải nam, không phải nam. Ờ, dân ca được mọi người yêu thích. Ca sĩ này có hát thêm nhạc trữ tình không hay là chỉ có dân ca? Có nhạc trữ tình, có dân ca, có dân ca, có trữ tình. À, cô Như Quỳnh. Không phải. Có nhiều con nuôi. À, có nhiều con nuôi không? Có nhiều con nuôi. Nhiều con nuôi. Rồi, rồi. Cô Phi Nhung. Chính xác. Với sự giúp đỡ của nghệ sĩ Công Ninh, bạn đã đưa ra câu hỏi chốt và đã đoán đúng, đó là ca sĩ Phi Nhung. Thưa quý vị, ca sĩ Phi Nhung trong chương trình của chúng ta Ký ức vui vẻ. Xin chào. Em chào anh. Bây giờ đến với chúng tôi trong chương trình Ký ức vui vẻ thì cái ký ức gì nó ập về với Phi Nhung lúc này? Em là người miền Trung mà em hát cái bông điên điển này nó rất là cực khổ đối với em. Em phải tập tiếng Nam. Mà cái bông điên điển là em không biết là cái bông gì. Em chỉ nghĩ là cái bông bụp là bông điên điển. Khi mà mình hát thì khán giả hỏi Phi Nhung có biết bông điên điển là bông gì không? Em nói dạ không. Thì nói tới thật ra là cái bài này nó có nhiều cái kỷ niệm đối với em. Nên lại hát nó có cảm xúc giống như nó khóc. Yeah. Cái bông điên điển em không biết, nhưng mà em nói cái bông bụp là anh chả biết nó là bông gì. Bông bụp là bông gì? Bông dâm bụt. À, dâm bụt thế hả? Bông hoa dâm bụt. À, là hoa dâm bụt. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ở chương trình Ca Nhạc Hải Ngoại, tôi xem ấy, tôi và mấy người nữa cứ tranh cãi bảo không biết cô này là người like hay là không. Trên thực tế là Phi Nhung là có like không? Em like mẹ em Vietnamese, còn ba em thì là Espanol. À, đúng. Yeah. Em biết Phi Nhung là hát rất nhiều thể loại, vọng cổ cũng hát được, rồi thì dân ca cũng hát được. Nhưng mà em thấy một kỷ niệm là em có làm trong Ơn Giời với cả Phi Nhung, thì em thấy Phi Nhung không chỉ là hát mà diễn xuất rất là giỏi. Và em cũng không ngờ rằng là Phi Nhung lại có nhiều cảm xúc đến như vậy. Cô có nhiều cảm xúc và cô có rất nhiều tài. Cô không chỉ là ca sĩ, cô còn là diễn viên nữa. Cô từ khoảng những năm 94 đến năm 98 thì đấy đúng không? Trong khoảng đấy cô được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa, bởi vì cô liên tục phát hành những cái CD và có cái số lượng CD rất nhiều. Đây là một cô gái rất tài năng. Chưa lấy chồng là gọi là cô gái. Cũng có rất là nhiều lần em làm MC và chị Phi Nhung là ca sĩ khách mời trong chương trình đó, thì thường lúc nào chị lên sân khấu là chị cũng giao lưu với mọi người rất là vui vẻ, ngắn gọn, và ít khi nào chị nói cho khán giả biết hết những cái bên trong con người của chị. Mà em muốn hỏi chị một câu thôi, đó là tại sao chị vẫn còn nhiều lo toan mà chị vẫn quyết định lo cho rất là nhiều những đứa con của mình như vậy? Đó là một số tiền rất là lớn nha mọi người. Một số tiền rất là lớn, bởi vì rất nhiều người con nuôi, chứ không phải là một vài. Cái này ký ức vui vẻ mà không lẽ khóc hả? Em cứ nói đi em. Em nào. Thật sự ra thì em thì em mong có muốn mọi người tội nghiệp em, với là em cũng không có thích kể những cái chuyện nó đã qua. Nhưng mà nếu mà nói về con nuôi, tại sao em nuôi nhiều thì em thiếu cái tình thương cha mẹ. Em mồ côi cha mẹ. Lúc nhỏ thì em ở với ông bà ngoại để cho mẹ đi lấy chồng. Tại vì lúc nhỏ em là con lai nên em không có được theo mẹ em. Tại vì nếu mà theo mẹ em thì trong nhà hồi xưa, mà nhà mà có con lai thì là người ta sẽ cười, nên mà ảnh hưởng tới má em, nên má nên bà ngoại không có cho em ở với má. Thì để em ra, em nhớ đó là bà ngoại kể là để em ở trong chùa chứ không có được để ở nhà. Rồi khi em được một tháng thì nhà chùa không có cho ở nữa, thì bà ngoại mới đem em về, thì ông ngoại không có cho. Xong rồi khi bà ngoại lén ẵm em về thì ông ngoại thấy đẹp, dễ thương, thì ông ngoại cho em ở trong nhà. Rồi má em đi lấy chồng. Rồi lúc đó em càng ngày em càng lớn thì em không có biết, em chưa bao giờ em kêu má. Em không có được gặp, không có được kêu. Lâu lâu má chỉ gửi tiền về cho em, cho bà ngoại em thôi. Thì khi mà em được 8 tuổi, lúc đó má em có em bé nhiều lắm, thì má em kêu em đi về ở với má. Thì em về em ở với má em được 2 năm là má em chết. Nhưng mà
em rất là thương tưởng má của em. Mặc dù là má không có nuôi em nhưng mà không biết tại sao em rất là thèm kêu chữ má. Nhưng mà khi có má rồi thì em không có dám kêu giống như là mấy chị em của em. Đi học hay là em bị cái gì mà nó em làm không được thì em mới đứng một góc em kêu má ơi, mà nhưng mà kêu nhỏ lắm, không bao giờ dám nhìn mặt má, nhưng mà cứ lâu lâu đứng lén nhìn. Mà em cũng không biết tại sao em lại thần tượng mẹ của em, nhưng mà em thèm lắm. Thì tự nhiên má em chết thì em ngồi, lúc mà má em chết em mới dám cầm cái chân của má em khóc. Em nói là con sẽ thay má nuôi mấy đứa em ăn học, chứ con không thể nào con bỏ em được. Mà má là má rồi, là người cho con học hỏi rất nhiều. Thì từ đó tới giờ, tới lớn xong bắt đầu em nghĩ em nếu mà em làm ra tiền, trước tiên là em sẽ xây cái nhà mồ côi và em sẽ nuôi những đứa em mồ côi và em sẽ cho nó gọi em bằng má thiệt nhiều, để bù lại những cái gì mà em hồi nhỏ em không có. Và em sẽ chứng minh cho mấy đứa nhỏ mồ côi biết là có má sướng như thế nào. Nên em tới giờ phút này em cũng ở vậy, em nuôi mấy đứa nhỏ. Em muốn nó ra đường nó phải nói là tao có má tao, giống như tao có anh em rồi vậy đó. Em nghĩ em sao thì em mấy đứa nhỏ nó như vậy, giống như đi học mà mấy đứa nhỏ kể bên cạnh là má tao cho tao cái này, má tao cho tao cái kia, hay là các bạn có đánh mình hay gì á thì cũng có má mình. Em hồi kia không có, nên bây giờ em muốn là em ở như vậy để cho các con em nó biết rằng là con đừng có sợ, con lúc nào con cũng có mẹ bên cạnh. Đó là lý do tại sao. Rất cảm ơn. Vâng. Em biết không, ở đây không có một ai, và tôi tin là khán giả truyền hình cũng vậy, sẽ không có một ai nói rằng là bày tỏ cái lòng thương hại em cả. Mọi người ngưỡng mộ, mọi người chia sẻ, mọi người hiểu. Và tất cả những gì em nói, em đã làm được rất nhiều điều cho nhiều người khác mà nhiều người khác không làm được. Và đấy là cái điều mà em hoàn toàn có quyền kiêu hãnh. Phi Nhung, yeah. Tất cả chúng tôi yêu em. Cảm ơn. Đây cũng là lần đầu tiên mà em nói sự thật về cuộc đời em với má em. Chứ bình thường em không có nói, tại vì nó không có cái gì đẹp. Với lại em cũng không muốn là hỡn chút đem cuộc đau sống của mình ra để mà người kể cái gì. Và một lần nữa thì chúng tôi rất cảm ơn Phi Nhung đã chia sẻ trong chương trình Ký Vui Vẻ này với mọi người. Người ta hay nói rằng là cho đi thì sẽ nhận lại. Tôi chắc rằng là Phi Nhung bây giờ có nhiều cái niềm hạnh phúc khi mà nhìn thấy những đứa con nuôi của mình, đúng không? Và nghĩ lại cả một quãng đời thơ ấu không thể nói là tươi đẹp của mình, nhưng mà nó sẽ bù lại tất cả những cái gì em đã bị mất. Anh tin là như vậy. Phi Nhung, cảm ơn em rất nhiều. Một người con gái vừa xinh đẹp, vừa đa tài, vừa có lòng nhân hậu. Vâng. Quý vị có biết tôi phát hiện ra điều gì không? Hóa ra từ nãy giờ tôi đứng ở bên cạnh Phi Nhung rất lâu, nhưng tôi không được làm cái điều mọi người làm, mà cái điều mà tôi rất muốn làm để tôi ôm Phi Nhung. Tại em người đã con hỏi. Gái mà có nhiều con mà chẳng mòn cái gì. Thì chị Phi Nhung phải rất là tự hào, tại vì do em với chị Phi Nhung là phụ huynh cùng một trường, mà bình thường á phụ huynh mà giới thiệu là phụ huynh này là của bé này như em ba bé cũng nhiều lắm rồi, nhưng mà chị Phi Nhung là một bầy luôn, và chị phải tự hào về điều đó. Nói tới cái trường thì em làm những cái đồng tiền của em đi hát ra để em nuôi các con. Nhưng mà tới học cái trường của em này nè, con em á. Tại vì lúc đầu em nghĩ là em sẽ cho các con nuôi của em học với đó ba đứa, em trả tiền được, em cho được học được 3 năm. Cái bắt đầu em thấy tiền nhiều quá, mà em sợ em không có một ngày đó em sẽ không đi hát nữa rồi. Nên em tự động đi tìm cái cô Thảo. Dạ. Khi cô Thảo nói là chị bình thường mà chị đã như vậy mà
mà chị làm được. Không lẽ em là em không giúp được cho chị được, thôi em giúp cho chị 5 năm cho mấy đứa con. Tự nhiên em khóc quá trời khóc. Khóc là gì, là được cho học bổng. Rồi từ đó mình tính sau. Rồi làm nhà hàng, rồi gì có tiền thì các con học tiếp. Nhưng mình như vậy mình sinh là mình mới biết ra được là à, cái nào là quan trọng hơn. Tiền nó không có quan trọng, nhưng mà quan trọng cái học thức cho con mình. Nên tự nhiên cứ ngồi mà khóc, tại mừng quá. Tại vì một tháng một đứa đóng là mấy chục triệu. Cho nên mọi người hiểu tại sao em phải đi quay nhiều và bán mỹ phẩm. Hôm nay Phi Nhung mặc như này cảm giác như là Phi Nhung là một bà tiên xuống đây để hát ấy. Đúng rồi. Nào đứng chụp ảnh nào, tất cả chúng ta đội trẻ ngồi xuống. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách riêng của thập niên 80. Bây giờ câu hỏi của chúng tôi có liên quan tới Hà Nội những năm 70-80 và đặc biệt giới sinh viên và học sinh. Tại sao chúng tôi lại chọn Hà Nội? Là bởi vì ở Hà Nội thập niên này ấy, là đa phần tất cả các trường đại học lớn nhỏ đều ở Hà Nội cả, ở phía Bắc. Và sinh viên học sinh ở Hà Nội cũng là đông nhất. Vì thế nó liên quan tới thập niên 70-80 này. Chúng ta sẽ hướng lên sân khấu. Ở bên đó có mất điện không? Có. Chết rồi, mai phải thi phải làm sao giờ? À, tớ biết rồi, hay là chúng mình xuống cột điện đi. Cột điện, đi. Cột điện đi. Đóng cửa. Sao lại rủ nó chứ? Nhớ đóng cửa đấy. Rồi, ăn trộm vào dọn cả nhà. Hả? Mất điện nốt à? Mai thi rồi đấy. Bây giờ đâu nhỉ? À, mình ra nhà hát lớn Hà Nội học. Thôi dây làm gì? Bây giờ chúng ta nên ra. Chúng mày biết ra đâu không? Đâu? Để tao nghĩ cái xem. Để tao nghĩ cái xem. À, ra cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Hay. Ra đấy không? Thôi, tao nghĩ là mình nên ra quảng trường Ba Đình. Ra cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô đi. Không, quảng trường Ba Đình. Mình cùng vòng đấy, nhớ đấy. Đúng rồi. Thôi, rốt cuộc là đi đâu giờ? Bây giờ sẽ là quyết định của thập niên 80. Anh ơi, em không ở Hà Nội. Căng quá. Hỏi khó em quá. Câu hỏi chúng tôi đưa ra là vào những năm 70-80 khi Hà Nội gặp tình trạng thiếu điện thì học sinh sinh viên thường ra khu vực nào nhiều nhất để ôn bài? A, B hay C? Nhà hát lớn Hà Nội, cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô hay quảng trường Ba Đình? C, tức là quảng trường Ba Đình. Tại sao, Từ Long? Em cũng không có khái niệm lắm về những cái này vì là em không phải người Hà Nội. Nên là cái ký ức này là nó không... Không có. Không có. Anh ơi. Nhưng mà bằng cái suy luận như bây giờ ấy, thì em có thể nhận thấy rằng là nếu mà cung văn hóa Việt Xô hay là nhà hát lớn so với hai nơi này thì em nghĩ là ở quảng trường Ba Đình là một cái nơi mà có thể phải thắp sáng suốt đêm. Và ở đó ánh sáng có thể nhiều hơn cả những cái chỗ kia. Nhà hát lớn ý, thì những ngày lễ hoặc là những ngày cuối tuần thì họ mới thắp. Còn lại có thể ngày thường họ không thắp ánh sáng ở bên ngoài. Cung Việt Xô cũng vậy. Mà vào cung Việt Xô thì cũng phải bảo vệ và hoặc là phải có công việc thì người ta mới cho vào. Nhưng ở quảng trường ý, thì ở bên cạnh những cái con đường lớn vẫn có những cái ánh sáng đèn, của những không? cây đèn. Tạo cảnh quan như bây giờ mình cảm nhận được là phủ sáng hết cả một cái khoảng sân rộng. Để mà mọi người có thể dùng cái ánh sáng đấy để làm việc riêng, ví dụ đọc sách hoặc học. Theo cảm nhận của em là hơn cả. Suy luận. Vâng. Chí Trung, nghĩ sao? Phương án C có khả dĩ không? Chính xác đấy ạ. Vâng, và vì cái thời kỳ đó thì nhà hát lớn cũng chẳng có điện. Xung quanh nhà hát lớn thời kỳ đó là nó là một vườn chuối rất là rộng và đen. Và nó không được đẹp như bây giờ. Cung Việt Xô. Cung hữu nghị Việt Xô thì cũng không có nhiều ánh sáng, chỉ trừ lúc buổi tối diễn thì rất là đông. Nhưng mà trong buổi tối diễn thì không ai cho vào làng vàng ở đấy để ôn bài. Đúng quảng trường Ba Đình là nơi duy nhất mà tất cả người dân Hà Nội lúc nào cũng đông, lúc nào cũng vãn cảnh, lúc nào cũng đến với bác. Và C là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng.
ra thì sinh viên học sinh thì có thể học ở nhiều nơi lắm. Nếu mà không ở ký túc xá thì có thể là ở gia đình thì có thể ra hè thì cũng nhờ cái ánh sáng của những cái cột đèn điện ấy. Nhưng mà hồi đấy thì cột điện ở Hà Nội thì cũng không phải là đảm bảo như bây giờ đúng không Chí Trung? Những cái năm 80 nó cũng khó khăn lắm. Nhưng mà ở quảng trường Ba Đình thì lúc nào cũng có ánh sáng. Và ở đó nó rộng rãi nữa. Ở đó nó còn có yếu tố tâm linh như là Chí Trung phân tích nữa. Và cái suy luận của Tự Long hoàn toàn chính xác. Các bạn có 10 điểm. Xin chúc mừng một lần nữa. Dạ thưa chú Sâm, là mặc dù là vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và lập nghiệp được 15 năm rồi, nhưng mà con là con trai gốc Hà Nội. Dạ. Thực ra thì hồi đó thì lâu lâu lại bị mất điện. Mà mất điện thì rất là bất ngờ, bởi vì hồi đó thì không có cái phương tiện truyền thông để mà thông báo cho từng gia đình là đến giờ đó, ngày đó sẽ cúp điện, mất điện. Mà là đang sinh hoạt, đang đèn đuốc các nhà đều bật sáng cả, tự nhiên phụp một phát. Mất điện là không chỉ mất trong nhà của mình mà mất ngay cả ở ngoài đường. Thế xong rồi là khi mà mất điện một cái thì tất cả các nhà tự nhiên có một tiếng ồ, ồ. Rồi, chính xác. Không biết là chú Trung với lại là anh Tự Long có nhớ không ạ? Là ồ lên một cái thì tất cả các nhà đều mở cửa ra. Không chỉ cửa sổ mà mở cả cửa ra vào, và tất cả mọi người sẽ lao ra ngoài đường. Và thậm chí là mang chiếu ra, rồi mang cả đồ ăn, đồ uống, rồi mang cả quạt ra ngồi phe phẩy ngồi, ngồi chờ đến khi nào có điện thì thôi. Và nói chuyện với nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Và đấy cũng là những dịp mà hàng xóm láng giềng mà thường xuyên là chuyện trò, cảm thấy gần gũi nhau hơn, thân mật nhau hơn, và đôi khi có những mối bất hòa được giải quyết ở trong cái bóng tối đấy. Đúng là như vậy ạ. Vâng. Và thưa chú, là đến khi mà có điện rồi, thậm chí là đến tận đêm 3-4 giờ sáng mới có điện, thì lúc có điện một cái thì mọi người lại ồ thế là lại có điện. Xin mời Kim Huyền. Dạ, thì quê em ở Phan Thiết thì thường xuyên cúp điện. Thì có một kỷ niệm như thế này là có người có tivi, thì có khi mà cúp điện một cái thì không thể coi tivi được. Nhưng mà lại có những cái nhà không có tivi nhưng mà lại có cái bình sạc điện á anh. Bình ắc quy đấy. Thế là khi cúp điện thì phối hợp với nhau, cái anh có bình ắc quy á thì xách cái bình ắc quy đó đi tới cái nhà anh có tivi, rồi phối hợp với nhau mở tivi xem. Rất là đoàn kết anh, cứ cúp điện là xách đồ đến nhà nhau mà cúp điện mang ta đến gần nhau hơn đó. Hay quá. Xin mời Chí Trung. Cái cúp điện đó thì bạn đã nói về cái ra ngoài ngồi và mọi thứ, nhưng bạn quên một chi tiết của Hà Nội. Chỉ Hà Nội mới có thôi. Hà Nội thì nó nóng, nó kinh khủng, nực, nó đến 4 giờ sáng nó vẫn nóng. Dạ. Mất điện như vậy chúng tôi đi ra ngoài, đương nhiên là quần đùi áo mayo. Nhưng mà trước khi đi thì không quên cầm một xô nước dội toàn bộ ra nền nhà. Tại vì sẽ ngủ dưới đất, và lúc sau quay lại lại dội ra nền nhà, và dội khoảng 4-5 lần như thế. Thì 2 giờ sáng lúc đi vào dù không có điện, nền nhà mát như tủ lạnh. Dạ. Đúng không ạ? Đó, dạ. Tại vì Hà Nội chỉ trồng nó một cách đấy, và chúng tôi sống hàng chục năm, mười mấy năm như thế, và quen rồi. Nói chung là bây giờ sướng lại không chịu được, rét hay ho. Thế mới thấy rằng là phải biết khổ thì mới biết sướng, đúng không? Qua cái khổ rồi mình cảm thấy mình sướng. Bây giờ cuộc sống nó đủ đầy hơn nhiều, nó phát triển hơn nhiều, và đó là một cái điều mà khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Từ nãy giờ con nghe các cô chú anh chị nói là cái thời xưa mình rất là vui vẻ hạnh phúc như vậy, con nghĩ là mình thường xuyên cúp điện như thế để cho tình làng nghĩa xóm được tăng cao hơn, có được không ạ? Trời, nói muốn bịt miệng nó lại ghê đó. Bịt lại, lấy cái băng keo dán lại ngay và liền. Như Tuấn Kiệt ấy nói ấy, thì tự nhiên lại khiến tôi nghĩ đến đấy là một cái cách xử lý tiêu cực bằng cách tiêu cực. Lấy độc trị độc. Anh ơi, nhân cơ hội bọn 2000 nó nói sai ấy, anh thì lấy băng keo bịt mồm luôn vì chuẩn bị sang karaoke rồi. Ê, mọi người rất là nhìn xa trông rộng. Một câu chuyện. Rồi thưa quý vị, vậy là chương trình Ký ức vui vẻ tuần này của chúng ta đã kết thúc. Và số điểm 35 cao nhất thuộc về thập niên 2000. Xin chúc. Và tất cả chúng ta cùng lên chia vui cùng hai bạn trẻ này. Cúp thuộc về các cháu. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta đã tìm ra chủ nhân của tuần này, xứng đáng nhận chiếc cúp của chương trình Ký ức vui vẻ. Chúng tôi hy vọng là vào mỗi tối chủ nhật lúc 21 giờ trên kênh VTV3 của Đài Truyền Việt Nam, tất cả các gia đình Việt Nam sẽ ngồi quây quần bên nhau để cùng xem. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.